Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay em được anh Kiệm, chủ kênh Hoa Lan TV, có nhờ em đến trao hai suất quà cho hai cháu tại thôn Hương Phú, xã Iagrai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Do là em ở Gia Lai nên là ở gần nhà hai cháu, thì anh Kiệm có nhờ em đến trao hai suất học bổng của kênh Hoa Lan TV và hai suất học bổng của kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà. Thì hiện tại em đang đứng trước nhà hai cháu, thì trường hợp nhà hai cháu thì cũng rất là đáng thương, thì em sẽ đi vào trong trao quà cho hai cháu ạ. Chào anh Chí nhá. Chào gia đình. Hôm nay thì em là đại diện cho kênh Hoa Lan TV và kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà có đến nhà anh để trao hai món quà học bổng cho hai cháu nhà anh. Thì em sẽ... Hai cháu đâu nhỉ? Ừ, hai con. Đây, hai cháu à? Cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là Nguyễn Thanh Hướng. Cháu Hướng à? Còn cháu? Cháu tên là Nguyễn Thanh Dương. Nguyễn Thanh Dương à? Cháu học lớp mấy rồi, cháu lớn? Cháu học lớp 5. Cháu học lớp 5 à? Cháu học lớp 3. Cháu học lớp 3 à? Thì hôm nay chú thay mặt cho bác Kiệm, chủ kênh Hoa Lan TV, và bác Định, chủ kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà, đến đây để trao hai suất học bổng cho hai cháu, để hai cháu cố gắng chăm chỉ học hành nhá. Trường hợp của gia đình hai cháu thì đây là bố cháu là anh Chí. Cách đây một năm thì bố hai cháu bị tai nạn giao thông, là hiện tại thì đang bị liệt hai đôi chân và một cánh tay, rất là đáng thương. Kinh tế gia đình thì cũng khá là eo hẹp, nhà cửa thì có, đây em quay cho cả nhà xem nhà anh. Bên đây là khu nhà ở, có hai phòng, một gian ngoài và một gian trong. Thì hiện tại trên tay em thì đang cầm hai suất của anh Kiệm Hoa Lan TV và hai suất của anh Định Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà. Thì bây giờ em trao cho hai cháu ạ. Đây là của bác Kiệm nhá, kênh Hoa Lan TV cháu nhá. Đây là cháu thứ hai. Còn đây là của bác Định, kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà nhá. Cháu thứ hai. Thì bây giờ em trao quà cho hai cháu rồi, thì để kiểm tra luôn cái suất là bao nhiêu tiền của các anh. Tại vì mỗi một suất của bác Kiệm của kênh Hoa Lan TV thì là một suất là 2,5 triệu cho một cháu. Thì em sẽ kiểm tra. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Đây là một suất của kênh Hoa Lan TV cho cháu lớn nhá. Đấy. Còn đây là một suất của kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà là 1,4 triệu. 5, 10, 12, 14. Kiểm tra hai suất của cháu thứ hai nhá. Đây là suất của anh
quỹ của anh kênh Hoa Lan TV này. 5, 10, 15, 20, 25, 2 triệu rưỡi. Đây là của anh Định Hoa Lan Thi Điệp Cát Bà. 5, 10, 12, 14, 1 triệu 4. Rồi. Chúc các con gọi là học hành giỏi nhá. Cố gắng sau này lớn lên giúp bố mẹ gia đình nhá. Học nhà của em xin cảm ơn tới kênh Hoa Lan TV của Bắc Kiếm và kênh Hoa Lan Phi thì các bà của Bắc Đình ạ. Vậy là tất cả các bạn yêu lan trên toàn Nam ạ. Nói to đấy. Không có gì cả thì bằng xin cảm ơn các bác và các anh chị yêu lan trên toàn đất nước Việt Nam mà đã chung tay giúp đỡ cho gia đình em vượt qua cơn khó khăn này và giữ đam mê ạ. Em hứa sẽ không phụ lòng của anh chị và các cô chú bác đã giúp đỡ em ạ. Rồi không, nói chung là những các cái trường hợp mà hoàn cảnh gia đình khó khăn thì nếu như mà được anh em biết đến cái mọi người thì sẽ chung tay giúp đỡ của các anh em yêu lan. Tại vì đây là cái món quà đến từ quỹ của kênh Hoa Lan TV và quỹ của kênh Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà. Cái quỹ này thì được gây dựng nên từ các cái buổi đấu giá từ thiện và những các cái tấm lòng hảo tâm của các anh em ủng hộ vào quỹ gây dựng nên để trao tặng đến các em học sinh nghèo. Thì hôm nay em được vinh dự đi trao cái món quà này đến cho hai cháu, giúp đỡ hai cháu phát triển trong công việc học tập của hai cháu và những phần nào đó giúp đỡ anh Chí. Thì anh Chí, hoàn cảnh của anh thì cũng rất là tội, giờ anh phải ngồi xe lăn hoặc là cả đời rồi phải không? Dạ. Cũng mong anh gọi là cố gắng gọi là giữ vững tinh thần sống yêu đời. Anh em chơi lan trên toàn quốc luôn luôn đồng hành và ủng hộ anh. Thì anh Quý hôm nay đến nhà anh Quý thì cũng thấy anh ấy chơi một số ít cái cây lan. Thì trong cuộc sống thì nói chung là cũng có nhiều các cái việc mình không muốn nó xảy ra, nhưng mà nó lỡ xảy ra rồi thì cũng gọi là mình cố gắng phấn đấu làm sao cho cuộc sống nó thêm thú vị, nó thêm gọi là yêu đời hơn. Thì bạn Chí đã tiếp cận được đến những các cây lan để chăm sóc rồi ngắm các cây lan để quên đi những các cái chuyện buồn đã qua. Thì hôm nay lên thì thấy cái góc chơi lan của bạn Chí cũng được sưu tầm được vài chục giò. Thì những các cái cây đây thì chủ yếu là anh em tặng thôi, chứ điều kiện không có mà cả nhà. Chủ yếu là anh em tặng để bạn Quý chăm sóc. Còn mua thì cũng bạn ấy cũng có mua một vài cây nhỏ nhỏ con, chứ cũng không có điều kiện để mà mua nhiều. Đa phần là anh em ủng hộ trao tặng. Có cái cây gì đây mà cái lá nó xuống mà nó thành chuyển sang màu tím đẹp hết này Quý này, à Chí này. Dạ. Yeah. Cây này là ở vùng nào đây? Dạ, cái Cao Bằng à. Cao Bằng à? Dạ. Cái này nó xuống lá, cái lá nó chuyển sang màu tím ngắt nhỉ, nó không vàng mà nó lại tím. Tím à? Ờ. Vừa trước là tím,
Lúc nó chưa chưa xuống thì nó màu xanh đúng không? Cũng tím như này hả? Dạ. Ồ. Thế thì khả năng là cái cây này nó cũng là một cây lá cũng đặc biệt đấy nhỉ? Lá mà tím như này thì cũng khả năng là nó đặc biệt này. Hôm nay lên thăm nhà bạn Chí thì em cũng có xách theo một chậu lan của em đang chăm sóc lên để gửi tặng đến bạn Chí, để bạn trồng và chăm sóc cho vui. Gọi là một món quà nho nhỏ, là một chậu lan để gửi tặng đến bạn chăm sóc. Đấy, bạn ấy cũng được nhiều phết đấy. Bạn ấy bị liệt, thành ra là cái việc nuôi trồng mấy cây lan đây nó cũng khá là khó khăn, cũng toàn phải nhờ thằng cu lớn nhà bạn ấy năm nay đang học lớp 5 phụ giúp. Đấy, xách lan xuống để cho bạn ấy tưới hoặc là bón phân hoặc là gì đấy thì toàn phải nhờ đến thằng cu lớn nhà bạn ấy chăm sóc, giúp đỡ. Chị có gì chia sẻ với anh em không? Dạ thì em đi sau buổi tai nạn em lại mê lan, rồi cái đó này giúp em vượt qua những cái cơn đau và giúp cho em là quả bằng suy nghĩ về cái tiêu cực đấy, suy nghĩ tích cực về như là cây lan nó phát triển thế nào, rồi ngày mai mình tắm kiểu nó thế nào, là đỡ cho em quên đi những cái đau đớn và là cái mình thích là mình tập trung vào nó nhiều ạ. Để cho em cuộc sống của em nó đơn giản hơn. Và nói chung là nó vui hơn ạ. Và thứ hai nữa là em cảm ơn bác Thím để tặng em một phần quà của em, nó cực kỳ lớn, vì cái đó là cái là nó sướng lắm này bác ạ. Chỉ nhìn vào chị em chỉ con là sướng thôi ạ. Em cảm ơn bác Thím cực kỳ nhiều ạ. Cũng không có gì to tát cả, thì cũng biết là bạn Chí chơi lan qua các cuộc nói chuyện ở trên kênh, thì anh em cũng quen biết nhau, thì tiện hôm nay lên trao hai suất học bổng cho hai cháu nhà bạn Chí, thì em có sách lên tặng bạn Chí một giò lan phi điệp, còn gọi là giả hạc, để bạn Chí chơi và chăm sóc nhằm nó cái mục đích để quên đi các cái chuyện buồn, mình tập trung vào mình ngắm các cây lan cho nó thư giãn, cho nó thoải mái. Vì em cũng thấy cái việc chơi lan đây nó rất là hữu ích cho trong cái cuộc sống của mọi người. Thì mình thấy tặng bạn một món quà nho nhỏ vậy thôi, nhưng mà bạn ấy cũng rất là xúc động, thì cũng rất là vui. Thì Chí cũng cố gắng nhá, cố gắng vui vẻ yêu đời, cũng đừng suy nghĩ gì nhiều về các cái chuyện buồn quá, đừng đặt nặng về những các cái vấn đề mình bị như nọ, mình bị như kia gì nhiều. Thì cứ thôi, bây giờ mình cứ cố gắng gọi là phấn đấu trong cuộc sống, để còn cho sau này cho con cái nó được gọi là có cái động lực sống của bố như vậy, để cho con nó biết đến, để nó còn noi theo cái nghị lực của bố mình như nào.
đúng không ạ? Dạ. Đây này, tai nạn mà bây giờ hai chân của bạn Chí đây. Mổ bao nhiêu lần? Dạ em mổ 4 lần rồi anh ạ. 4 lần mổ. Đi một lại. À. Dạ. 4 lần trải qua 4 lần phẫu thuật. Và hiện tại thì hai chân bị teo cơ. Chân nó bị teo lại, không cử động đi lại được. Và một cánh tay cũng bị không cử động được, rất là đáng thương. Nhưng mà thôi, cố gắng chỉ biết khuyên Chí là cố gắng lên nhá. Yeah. Cuộc sống nó cũng vẫn còn nhiều các cái niềm vui lắm. Yeah. Mình chẳng may gặp phải những cái trường hợp không mong muốn thì mình cố gắng lên. Dạ, yeah. Em cũng trực tiếp là cảm ơn bác chồng thím. Đó là cũng cảm ơn các bạn trong hội yêu hoa lan, em cũng là cái động lực của em đấy, vì cái lan này thật sự là nó đã giúp cho em cực kỳ nhiều. Bởi vì em cũng mới chơi cách đây mấy tháng thôi, nhưng mà nó là vì để cho em quên hết những cơn đau và để cho em tập trung vào cái lan em chơi, là nói chung là quên hết những cái chuyện buồn rồi. Chào cả nhà nhá. Dạ, chào cả nhà nhé.